Bà nhân vlog và những lần bị nói thiếu kiến thức, mukbang sữa mẹ rồi review sữa mẹ ngọt như đường cho con 6 tháng tuổi ăn lươn, ăn mỡ động vật. Nó không có một chút vị tanh nào luôn, uống thử nè. Có một vị ngọt nha. Ngọt như đường á. Anh học đến nơi đến chốn, không ai nói sữa mẹ ngọt hết. Không tin nhé, sữa sẽ có vị tanh chứ không có ngọt. Cái này á là Nhân mua, thứ nhất là vừa gia đình ăn mà vừa để cho bé. Con nhỏ này á thì Nhân sẽ chia làm 3 lần ăn nha. Và cái này thì Nhân sẽ để cất vào tủ lạnh, lần sau cho bé ăn tiếp. Thì Nhân không có dùng bằng dầu ăn mà Nhân thay vào đó là mỡ. Nhân sẽ đi phi ra để cho bé nó ăn bằng cái mỡ này thay vì dầu ăn nha. Bà Nhân ơi, 7 tháng bé chỉ được ăn cá trắng và thịt trắng thôi. Lại má vừa mới ăn dặm đã cho ăn lươn. Nó sao hoài luôn, bị hoài luôn cả nhà. Xong nó bị chèm phải không cả nhà? Nếu mà phải gì á thì có cách nào không cả nhà? Sốc kinh khủng khiếp mà. Dù bị góp ý nhưng tiểu bối vẫn vô cùng trộm vía. Bà Nhân tích cực nhả vía cho hội mẹ bỉm. Cái này tôi xin phép gọi là trộm vía cũng như là may mắn trên cái hành trình làm mẹ của tôi nha. Cứ một tháng là thay đồ một lần, thay hết tất cả quần áo một lần. Thật sự trộm vía ngàn lần. Thường xuyên chia sẻ quá trình từ lúc bầu bí đến lúc sinh con và chăm con. Thế nhưng bà Nhân vlog nhiều lần bị nói quá thiếu kiến thức. Thậm chí, nữ YouTuber còn có màn mukbang chính sữa của mình rồi review cho biết sữa của mình có vị ngọt. Không những vậy, bà Nhân vlog còn đưa cho mẹ ruột nếm thử và được bà nhận xét là ngọt như đường. Màn review sữa mẹ của mẹ con nữ YouTuber liền bị nhiều người góp ý rằng quá thiếu kiến thức. Không ai lại đi review sữa mẹ ngọt như đường bao giờ. Được biết, sữa mẹ thường sẽ không có vị. Tuy nhiên, tùy cơ địa và chế độ ăn uống mà sữa mẹ mỗi người sẽ có mùi vị khác nhau. Trong nhiều lần khác, bà Nhân vlog cũng bị nói về cách cho con ăn uống chưa khoa học, như lần cô cho tiểu bối ăn dặm bằng lươn và mỡ động vật. Thời kỳ bầu bì, bà xã Teru với những màn ăn uống ngập tràn ớt, rồi thì hột vịt lộn, mực, cá các kiểu cũng thường xuyên bị góp ý rằng thiếu kiến thức và không tốt, dù bà Nhân khẳng định đều tham khảo bác sĩ rồi mới ăn. Nghe nói giai đoạn này, nhất là những bà mẹ mà đang cho bé ti 6 tháng tầm này là cần bổ sung canxi. Ngon hay không ở cái khúc này? Cái gì vậy bà nội? Dù bị góp ý triền miên từ ngày này qua tháng nọ, thế nhưng tiểu bối, con gái đầu lòng của bà Nhân vlog vẫn được cho là rất trộm vía khỏe mạnh, phát triển tốt, khiến nhiều mẹ bỉm phải vào mà xin vía vội. Tuy nhiên, một số khác nhìn cách nữ YouTuber ăn uống thì cũng chẳng dám nhận vía. Bà Nhân vlog cũng không phải trường hợp mẹ bỉm đầu tiên bị góp ý ra vào về kiến thức nuôi con cũng như chế độ ăn uống. Như trường hợp của bà xã cầu thủ Quang Hải, Chu Thanh Huyền, trong một video khoe cảnh dở bình sữa cho con, cô nàng nhận về hàng loạt tranh cãi vì quá sơ sài, chưa đảm bảo vệ sinh, thậm chí còn bị so sánh vợ một cầu thủ khác là Doãn Hải My. Có trải qua mới thấy sự vất vả của các mẹ bỉm trong công cuộc chăm sóc cục cưng của mình. Một ngày cứ quanh đi quẩn lại, nào là hút sữa, cho con ăn, rửa bình, rồi vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại. Hay như Top Top cơ Lâm Nam Phương, sau khi tiết lộ chuyện đã có tin vui, video nào Lâm Nam Phương cũng bị cộng đồng mạng góp ý chuyện kiêng cữ. Từ chuyện không nên ăn món này món kia, đến chuyện có bầu mà trang điểm quá đậm. Dù vậy, mỗi người sẽ có cách nuôi dạy con khác nhau, thế nên cũng không nên áp đặt cách của mình vào người khác. Người thoải mái thì cũng có người cầu kỳ vô cùng, thế nên miễn là các mẹ thấy hài lòng và cảm nhận con phát triển tốt thôi là đã đủ rồi. Còn bạn, bạn thấy sao về bà Nhân vlog và hành trình nuôi con bị nói thiếu kiến thức? Chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!